Thưa quý vị, sau 3 ngày tranh tài, giải vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề với chiến thắng cá nhân thuộc về tay đua người Thụy Điển đến từ đội Victoria. Áo quân là tay đua chủ nhà đội Bình Định Việt Nam và thứ ba là CTIC China Team Trung Quốc. Mặc dù thành tích cá nhân trong vòng đua cuối cùng không đạt như mục tiêu, nhưng với sự cộng hưởng thành tích của cả hai tay đua, đội Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với tổng điểm là 72 điểm. Vào trưa qua, hàng ngàn khán giả trong và ngoài nước đội nắng xem các tay đua thuyền máy tranh tài trên đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Khán giả rất phấn khích khi lần đầu tiên tận mắt thấy những chiếc thuyền máy bẻ cua, ôm sát phao, chẻ sóng với vận tốc trên 200 km/h theo sa hình đường đua, thể hiện rõ kỹ năng của các tay đua đẳng cấp quốc tế. Lần đầu, một sự kiện mang tầm quốc tế được tổ chức tại đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, nhưng đã để lại ấn tượng rất đẹp trong lòng vận động viên, du khách và ban tổ chức giải đua.